Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh xá Trung tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2018. Chúng ta lại gặp nhau trong một cái buổi pháp thoại ngắn. Cũng theo cái tinh thần như trước đây thì sư cô giảng một cái thời pháp ngắn, và sau đó thì dành thời gian để cho quý Phật tử đặt câu hỏi. Hôm nay sư cô giảng một cái bài pháp. Cái bài pháp này đó có cái tên là tự thắng mình. Trong cái đời sống mà chúng ta đây phải tranh đấu để mà duy trì cho cái việc mưu sinh của mình, cũng như cho cái việc mà chúng ta vươn lên để thành công ở đời, thì nó là một cái cuộc chiến đấu mà phải nói là không những là nó chiếm nhiều cái công sức, cái tâm huyết của chúng ta, mà nó là cái cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ để mưu sinh và để tồn tại. Như chúng ta thấy cái nhịp sống mà cái nơi mình ở đây là cái thành phố, thì khi mà chúng ta bước ra đường thì chúng ta thấy là cái đời sống người ta lúc nào cũng hấp tấp, xe thì không ai nhường ai hết, ai cũng muốn chạy nhanh chạy lẹ để mà cho kịp cái giờ làm việc của mình, hoặc là kịp giờ để về nhà nghỉ ngơi, tức là tranh thủ làm sao để trong cái thời gian ngắn nhất mà khi bất cứ mình làm việc gì thì đều làm mình có một cái sự thành công, mang lại một cái hiệu quả cao nhất. Và hình như là cái nhịp sống của tất cả các cái nước, một là trên đường phát triển, hai là những nước đang phát triển và càng lúc càng phát triển mạnh mẽ đó, thì cái nhịp sống bao giờ nó cũng hối hả. Và vì người ta muốn là người ta thành công ở đời, và ta muốn và ta làm cái gì cũng đem đến cái sự thắng lợi cả. Cho nên đời là cái trường tranh đấu, chuyện buôn bán cái thị trường nó cũng là một cái chiến trường. Ngay cả trong cái lĩnh vực tình cảm thì để đi chinh phục một người mà mình sẽ chọn làm bạn đời của mình, nó cũng là một cái trường tranh đấu. Thế nhưng mà Đức Phật lại nói với chúng ta như thế này. Trong cái pháp cú số 103 thì Đức Phật nói này: dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn vạn quân địch, không bằng tự thắng mình, tự thắng là tối thượng. Như vậy Đức Phật không coi cái chuyện mà chúng ta đã hằng ngày phải tranh đấu để mà chúng ta tồn tại một cái địa vị của mình, duy trì cái công việc làm ăn của mình, phát triển cái mọi cái sinh hoạt mà mình nghĩ rằng những cái sinh hoạt này đem đến cái sự lợi ích và sự thành công cho mình, thì cái con đường mà chúng ta tranh đấu để tồn tại và phát triển thì tất cả chúng ta đây đều tham gia hết, không có người nào không có tham gia cả. Ý mà Đức Phật không quan tâm tới điều này. Đức Phật nói là bây giờ mình thắng bất cứ ai, kể cả mình phải cầm súng để đi đấu tranh bảo vệ đất nước chẳng hạn vậy, thì mình có thắng bao nhiêu người, bao nhiêu trận chiến oanh liệt, thì tất cả những cái đó nó cũng không bằng tự thắng trong nội tâm của mình. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta hiểu rằng tất cả những gì mà chúng ta đã nỗ lực, chúng ta đem hết cái tài năng, cái công sức của mình ra đó để mình thành công ở đời,
thì mình gọi đó là một cái chiến thắng. Và cái chiến thắng này bao giờ cũng đem lại cho mình sự hài lòng, sự vinh quang và cái tiếng tâm cũng như là lợi ích. Và cái đó là cái con đường mà chúng ta đang sống ở thế gian này. Nhưng mà chúng ta có bao giờ nghĩ rằng đó, chúng ta ghé ở cái thế gian này, trên cái mặt đất này, giống như chúng ta ghé một cái trạm để rồi chúng ta đây đó phải tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Có bao giờ chúng ta nghĩ vậy không? Hay là chúng ta nghĩ rằng đó, cái nơi chúng ta đang ở đây đó là đích thực là đời sống của chúng ta. Có một cái câu chuyện ngụ ngôn mới nói thế này, là có một cái vị đạo sư đó, phải đi vào hoàng cung và được vua tiếp đón rất là ân cần. Thì cái vị đạo sư mới hỏi đức vua thế này: tâu hoàng thượng, thần đây có thể ở lại cái quán trọ này một đêm không? Thì đức vua mới nói rằng: quán trọ là ở đâu? Ở đây là hoàng cung mà, chứ đâu có quán trọ. Thì vị đạo sư đó mới hỏi đức vua: tâu hoàng thượng, hoàng cung này là ai xây dựng vậy? Thì đức vua mới nói là: tiên vương của ta đã dày công xây dựng, tức là tiên đế. Thì vậy là đã nối truyền bao nhiêu cái thế hệ rồi, bây giờ mới đến ta. Thì vị đạo sư mới nói là: như vậy tiên đế xây dựng cái này, rồi những vị vua kế tiếp nhau đến ở nơi hoàng cung này rồi cũng ra đi, và chính đức vua bây giờ hiện tại đang ở hoàng cung này rồi cũng ra đi, như vậy không phải là cái quán trọ sao? Thì thấy không? Chúng ta nói đây là hoàng cung, đây là biệt thự của mình, đây là cái ngôi gia riêng biệt của mình, không chung lộn với người khác. Nhưng mà chúng ta có thể nào vĩnh viễn ở tại chỗ đó không? Hay là chúng ta rồi sẽ phải ra đi? Thì như vậy, những gì mà chúng ta đang có ở trong tay đây, và những gì mà chúng ta đang trú ngụ đây, bất cứ cái nơi chốn nào chúng ta trú ngụ, thì cũng chỉ là một cái quán trọ. Hết một kiếp sống này rồi thì chúng ta sẽ bỏ tất cả để ra đi. Cho nên nếu mà mình có một cái tầm nhìn để nhìn thấy cái điều đó, thì mình sẽ điều chỉnh cái đời sống của mình lại. Mà mình phải hiểu như thế này: tất cả những cái nỗ lực của mình để thành công ở đời, và mình có được cái tài sản, cái công danh, cái sự nghiệp, thì trong đạo Phật có nói tất cả những cái tài sản mình có được đó, nó gọi là tục sản, tức là tài sản thuộc về thế tục, tài sản thuộc về thế gian. Những gì mình gọi là có, ví dụ mình có nhà, có cửa, có xe, có chồng, có vợ, có con, có cái, có họ hàng, có bạn bè, có công ty, vân vân. Tất cả những gì mình có được, mình sở hữu được đây, cái mình nói là mình có được, cái mà thuộc về của mình, thì tất cả những cái mà chúng ta có ở thế gian này đó, thì tất cả những đó nó gọi là cái tục sản. Và cái tục sản là một cái phương tiện, nó tạo nên cái sự lợi ích cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta, ăn mặc ở được. Nhưng còn một cái phần thứ hai, nó thuộc về tài sản tâm linh. Cái tài sản tâm linh này đó, mà khi chúng ta hiểu biết đó, mà chúng ta làm cho mình thật là giàu có đó, thì nó trở thành thấm sâu. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà khi Đức Phật trở về hoàng cung để mà độ cho thân quyến trong hoàng cung, thì sau đó Đức Phật mới trở về tinh xá. Thì khi Đức Phật từ hoàng cung đi ra cái cổng thành, thì công chúa Yayudhala mới nói với lại cái vị thái tử trẻ đó là Rahula, tức là Lahula. Vậy này mới nói với cái thái tử nhỏ, mới nói: này con,
con hãy chạy theo cái đoàn người mặc áo vàng đó. Thì cái vị mà đi đầu tiên hết là tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ nhất, con đảnh lễ cái vị đó rồi hỏi là: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có phải là cha của con không? Nếu vị này nói phải đó thì con hãy nói với Ngài như thế này: nếu ông Sa Môn đó, nếu Thế Tôn là cha của con thì xin Thế Tôn cho con cái tài sản. Tức là cha thì phải để tài sản lại cho con. Thì cái cậu bé 7 tuổi này đâu có biết, cho nên mẹ nói sao làm y vậy. Rồi nó chạy đến ở cái chỗ Đức Thế Tôn đang đi chậm rãi đó, thì cậu quỳ xuống cậu đảnh lễ. Cậu hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có phải là cha của con không? Thì Đức Phật gật đầu. Rồi cậu bé nó nói tiếp: nếu Ngài là cha của con đó, xin Ngài để lại tài sản cho con. Thì Đức Phật gật đầu. Đức Phật nói: con theo ta sẽ cho con tài sản của ta. Thì cái cậu bé 7 tuổi này mới vui vẻ quá, mới chạy theo cha để lấy cái tài sản. Mà 7 tuổi thì có biết tài sản là gì đâu. Nhưng mà cha nói, mẹ thì nói là cha sẽ cho tài sản, bây giờ cho thì đi lấy, có gì đâu, quá vui đi. Khi mà vào trong tinh xá rồi đó, thì Đức Thế Tôn mới mời Ngài Xá Lợi Phất lại. Ngài Xá Lợi Phất khi đó cũng là một vị Phật mà có trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói với lại Rau Lá, mới nói thế này: này con, đây là thầy của con. Thầy con dạy như thế nào thì con phải làm đúng như vậy. Khi mà thầy con nói với con rằng là con đã làm được như lời thầy con dạy đó, thì con đến với ta, ta sẽ đưa tài sản cho con. Thì cái cậu bé cứ y lời vậy, cho nên là đi theo Ngài Xá Lợi Phất. Và cứ thế Ngài Xá Lợi Phất dạy như thế nào thì làm y như vậy. Thì sau đó thì cậu bé này nhận được một cái tài sản, đó là cái thánh sản. Bởi vì sau này Ngài Rahu Lá cũng là người đắc đạo quả và đã thành Phật. Bởi vì thấy đó là cái thánh sản. Cho nên cái tài sản ở thế gian đó, nó chỉ có một cái lợi ích là nó đem lại cái mọi cái sự coi như là thuận lợi cho mình trong cái đời sống. Nhưng mà chính cái tài sản của tâm linh mà đi đến cái đỉnh điểm của sự giàu có thì nó trở thành là cái thánh sản. Thì cái tài sản của tâm linh đó, mới đem lại cái an vui hạnh phúc cho mình. Vì vậy cái tài sản này chúng ta cũng phải đi bằng cái con đường mà chúng ta phải siêng năng, phải chịu khó, phải cật lực, phải đem hết cái tâm sức của mình ra, mình chiến đấu mình mới có được. Cái con đường đó chính là cái con đường mà chúng ta không phải chiến thắng ở bên ngoài nữa, mà con đường đó là cái con đường chiến thắng ở bên trong. Con đường đó mới là con đường thành công. Và đây là cái câu chuyện mà ngay trong cái đạo tràng này thì sư cô cũng có kể rồi, nhân đây là kể lại để nói lên cái sự tự chiến thắng mình. Thì có một dạ xoa có cái phước báo đó, là Đức Phật cho ở một cái cây mà nó gần nơi cái hương thất của Đức Phật. Vì sao dạ xoa này lại được cái phước báo đó? Thì cái nguyên nhân đó là như thế này. Nguyên nhân đó là cái mùa hạ năm đó thì Đức Phật mới cho phép một cái tăng đoàn là có thể được phép là ở những cái cốc riêng. Tức là không phải ai muốn ở cốc thì ở được, mà khi Đức Phật cho phép là ở được. Cho phép đây có nghĩa là Đức Phật biết rằng người này khi mà biệt lập như vậy là hành trì được và có thể đưa đến chứng đắc đạo quả thì Đức Phật mới cho phép, chứ không phải mình muốn là mình làm. Thì khi như vậy đó là những cái người mà Phật tử người ta đến thì người ta đốn cây người ta cất cho những vị tăng mà lớn tuổi thôi, còn những vị trẻ đó thì phải chờ sau đó. Thì những vị tăng trẻ mới nói thế này: mình cũng trẻ khỏe, tại sao mình phải chờ các vị đó, rồi biết chừng nào mới xong.
Trong khi những cái vị lớn tuổi thì được sự giúp đỡ của Phật tử thì cái cốc nó có rồi. Cho nên một số tăng trẻ mới tự mình đi đốn cái cây rừng để mà cắt cốc cho mình. Thì trong đó có một cái vị tăng cầm cái dao đến cái gốc cây đó để mà đốn cái cây đó. Thì trên cây đó có một dạ xoa ở trên đó. Thì cái dạ xoa này mới sinh. Dạ xoa mẹ nói là bạch ngài Sa Môn, xin ngài đừng đốn cái cây này, bởi vì con sống ở đây mà con của con còn nhỏ quá, nếu ngài đốn cái cây này đó thì con không có biết di dời đi đâu đâu, xin ngài Sa Môn đừng có đốn. Thì cái vị tăng này mới nói là ta đi tìm hồi nãy giờ cũng lâu rồi mới được một cái cây vừa ý, và bây giờ không có đốn thì biết đốn cái cây nào. Cho nên vị này mới giơ cái dao lên. Thì cùng cái lúc đó dạ xoa mới bồng cái đứa con mình mới nói, đây ngài, đây ông Sa Môn, ông hãy xem này, con vô con còn rất là nhỏ. Thì khi cái dạ xoa vừa đưa cái đứa con ra thì cũng là cái lúc mà cái vị tăng này nó chặt cái cây, thì nó đẳng nguyên cái cánh tay của đứa nhỏ. Thì khi mà dạ xoa thấy con mình nó bị cụt một cái cánh tay thì dạ xoa rất là đau đớn ở trong lòng, và dạ xoa hết sức là tức giận. Dạ xoa mới nói là với cái uy lực của một dạ xoa vậy nè, ta có thể bóp cổ cái vị tăng này và vị tăng này phải chết tại chỗ. Nhưng mà dạ xoa đó suy nghĩ lại, dạ xoa mới nói rằng ta không thể làm được cái điều này, bởi vì vị tăng này là đệ tử của Đức Thế Tôn, ta không thể làm như vậy. Nếu ta làm như vậy thì tất cả cái cánh rừng này đó, những cái dạ xoa khác, những cái phi nhân khác đó, sẽ giết tất cả những người đến đốn cây, cho nên ta không làm. Nhưng mà sau đó dạ xoa dùng cái thần lực của mình đó, bồng cái đứa con cùng cái cánh tay đó bay đến cái tinh xá của Đức Phật và quỳ xuống thẳng lên khóc và nói cái việc làm của cái vị Sa Môn đó. Thì Đức Phật nói rằng là Thế Tôn đây khen cho con là đã tự kiềm chế được cái sự nóng giận của mình, cái sự bức xúc của mình, để mà không có tạo cái ác nghiệp á, là giết một cái vị Sa Môn. Thì khi mà Đức Phật khen tặng như vậy thì Đức Phật có nói vậy, cái người mà có thể kiềm chế được cái sự nóng giận của mình thì cũng như một cái người mà đánh xe ngựa đó, mà có cái khả năng đó cầm cái dây cương để cho cái con ngựa đó nó đi cái nước kiệu, tức là nó đi một cách rất là êm ái, nhanh nhẹn và êm ái. Thì con đã làm được cái điều này, cho nên con xứng đáng để cho Thế Tôn đó là cho con một cái chỗ ở. Là bởi vì dạ xoa khóc, dạ xoa nói là bây giờ dạ xoa không còn chỗ ở nữa, mà con thì mất một cánh tay như vậy thì dạ xoa mới biết làm sao. Thì Đức Phật mới cho cái hương phòng ở đó, để cái cây ở gần hương phòng để dạ xoa ở đó, thì dạ xoa được hưởng những cái lợi lạc khác. Thì như vậy chúng ta thấy đây là cái sự kiềm chế, cái sự chiến thắng ở trong cái nội tâm của mình, và cái chiến thắng, cái dằn được cái cơn nóng giận của mình, hoặc là trong cái si mê đắm đuối của mình mà mình vực mình ra khỏi, mình tỉnh lại được đó. Đó là một trong những cái sự chiến thắng mà nó sẽ đưa đến cho mình một cái sự mạnh mẽ, một sự giàu có về tâm linh. Có một cái câu chuyện mà nó thể hiện cái câu kinh Pháp Cú số 102 và 103. Thì cái bài đó có nói về cái câu chuyện của một cái cô tiểu thư mà lại kết duyên với một cái người ăn cướp. Và cái tên ăn cướp này đó, nó bị trên cái đường mà nó giải đi để mà nó thi hành cái án tử. Thì ở cái thành Vương Xá có một cái gia đình nói là rất là giàu có. Thì có một cô con gái 16 tuổi rất là xinh đẹp. Và cái gia đình đó cưng chiều cái người con gái này lắm, cho nên là cất một cái tòa nhà 7 tầng và để con gái cưng của mình ở trên cái tầng thứ 7, và kẻ hầu người hạ đầy đủ hết. Thì một hôm đó cô đứng trên lầu cao, cô nhìn xuống thì cô thấy là cái đám đông nó rất là ồn ào. Thì té ra là quan quân mới giải một cái tên tội phạm đi,
Mà tên này là một cái tên ăn trộm ăn cướp, cho nên cái người dân đó họ la hét, họ mắng chửi, họ phẫn nộ đối với người này. Thì khi mà cô tiểu thư đứng trên lầu cao đó, nhìn thấy như thế thì cô rất là bàng hoàng. Và sau đó đó là cô tìm mọi cách để mà cô nhìn cho kỹ mọi việc hơn. Khi cô thấy cái chàng trai trẻ này còn rất là trẻ mà phạm cái tội mà người ta vừa sỉ nhục, mà khi cô hỏi ra thì cô biết là người này bị giải đi để đi đến một cái nơi mà bây giờ mình gọi là cái pháp trường. Nhưng mà hồi xưa đó thì những cái người mà bị tội như thế đó, người ta có nhiều cái cách xử. Riêng cái trường hợp này người ta xử thế này, người ta đưa cái giải cái người này đó từ cái chỗ mà cái con đường đó người ta giải đi. Người ta giải đi đó thì người ta mới đưa lên một cái vùng núi. Thì cái núi đó nó có cái đặc điểm á, thì cái lúc bên này nó lên đó thì nó lại, nhưng mà bên này nó dốc đứng xuống và dưới này nó vực thẳm. Thì đưa giải cái người này lên cái đỉnh núi này đó, thì sau khi người ta tuyên án xong rồi thì người ta sẽ xô cái người này xuống cái vực thẳm đó. Thì cái cậu thanh niên này á, là rơi vào trường hợp đó. Mà cậu thanh niên này đó là con một công tử nhà giàu. Nhưng mà cái công tử này đó là không có thích cái chuyện mà mình sống cái cuộc đời mà noi dấu cha ông của mình để mà vươn lên mà thành đạt trong xã hội làm quan chẳng hạn. Không có đi con đường đó, mà cậu này đi con đường ăn chơi hưởng thụ trà đình tửu quán, nay chỗ này mai chỗ khác. Khi thiếu tiền thì sanh ra trộm cắp, trộm cắp không được thì bắt đầu là cướp của người ta, đánh đập hành hạ người ta, giết người ta để mà lấy của đi ăn chơi. Cho nên khi cô này nhìn cái sắc diện á, thì đây không phải là kẻ bần hèn, không phải vậy. Nhìn ra là một cái người mặt mày cũng sáng sủa, coi có cái phong cách dữ lắm. Nhưng mà thật ra đây là một cái công tử quan đàn chi địa, chứ không phải một cái người lương thiện. Thì khi mà cô thấy mặt vậy á, là cô sinh cái lòng cảm mến. Và cô khóc, cô nói với cha mẹ cô đó, làm ơn cứu cái người đó đi. Thì cha mẹ cô mới hỏi cứu làm gì. Thì cô mới nói bây giờ cô đó là thấy cái người này bây giờ trong cái lòng cô quyến luyến dữ lắm. Mà nếu cha mẹ không có cứu cái người này và không cho cô được chung sống với người này đó, thì cô con đường duy nhất của cô là con đường cô chết đi. Và khi người ta giải cái người này đi qua khỏi cái khu vực rồi đó, thì cái cô tiểu thư này bỏ ăn bỏ uống bệnh rồi. Thì cha mẹ xót lòng chịu không nổi, cho nên bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng và tìm tới những người mà giải đó để tìm người thế mạng vô mà mới cứu cái tên tội phạm này ra. Và khi cứu cái tên tội phạm này ra được á, mới đem về nhà, còn kiếm người thế mạng vô rồi với 1.000 đồng tiền vàng. Thì về rồi mới là phải làm cái lễ cưới cho con gái của mình, mình chung sống, vợ chồng chung sống nha. Thì cô này là hết sức chiều chuộng chồng mình, làm mọi cách để chồng vui lòng. Nhưng mà cái người thanh niên này đó không có ý định sống một cái đời sống hôn nhân gia đình. Cái đời sống duy nhất mà anh ta chọn lựa đó là nay trà đình mai tửu quán, và ăn chơi như vậy không có ngừng nghỉ, chứ không muốn đời sống gia đình và không muốn cố định với bất cứ một người nữ nào cả. Nay người này mai người khác, mà chỉ có ăn chơi lê la từ chỗ này chỗ khác, chứ không có ở yên trong cái nhà. Cho nên mặc dù đó gia đình của cái cô này rất là giàu có và cũng rất là chiều chuộng anh ta, nhất là cái cô vợ thì chiều chuộng hết mức, nhưng mà anh ta cảm thấy không có vui vẻ gì trong cái đời sống gia đình này. Anh ta mơ tới cái đời sống mà trước đây anh ta đã từng sống, và anh ta nghĩ có một cái kế nào đó để mình vừa thoát ra khỏi cái nhà này, thoát ra khỏi cái cô vợ này, mà đồng thời mình có ôm một cái mớ tài sản để mình tiếp tục cái cuộc đời như trước đây mình đã chọn. Thì anh ta mới giả là bệnh không có ăn được, nằm đó mặt mày giàu giàu rồi. Thì cái cô vợ cô mới hỏi là: "Anh
anh bệnh sao vậy? Thì cậu này mới nói là không có sao đâu em. Thì cô này mới hỏi ba má có làm cái gì phiền lòng anh không? Thì cậu này nói không có sao đâu em, không có gì hết. Thì cô này mới hỏi vậy anh có cái tâm sự gì buồn thì hãy nói cho em nghe. Thì cậu này nín thinh. Cô này mới nói mấy lần. Thì cậu này mới nói thế này, là khi mà anh bị bắt, anh bị giải đi để mà đưa đến cái chỗ mà người ta xử án mình đó. Cái đỉnh núi đó nó có tên là cái bờ vực của kẻ tội phạm. Thì khi mà giải đi như thế, anh thấy là chắc chắn là chết 100% rồi. Cho nên là trong lòng anh có gian giái các cái vị thần ở trên cái núi đó mà dùng cái thần lực để cứu anh ra khỏi cái việc mà xử án này đó, để anh toàn cái tấm mạng đó, thì anh sẽ dâng cái lễ vật lên để cúng chư thần. Thì cô này mới nói là cái chuyện đó dễ, đâu có gì khó. Thì bây giờ thôi anh hãy nói cho em biết là cái lễ vật mà anh muốn dâng lên cho dâng cúng lên các cái vị thần ở trên cái đỉnh núi đó là những cái lễ vật gì. Thì cậu này nói cũng nói chung là không có cái gì hết. Chỉ là cháo ngon nè, nem nè, mật nè, các cái loại hoa nè. Nhưng mà bữa đó em có đi với anh không? Thì cô này nói là chắc chắn là đi rồi. Thì ông mới nói là để cho nó trang nghiêm và long trọng, thì hôm đó đi đó em phải trang điểm cho đẹp, áo quần phải cho sang trọng, nữ trang quý báu nhất thì đeo vào người. Vì vậy thì chúng ta đi. Thì cô này thấy cũng chả có cái gì khó khăn cả, cho nên lễ vật cô đo đầy đủ. Và cái chuyện mà cô ấy ăn mặc đẹp với trang sức thì đâu có khó gì đâu, cho nên là đầy đủ hết. Rồi mấy vợ chồng với gia nhân cùng đi đến cái núi đó để mà cúng chư thần. Thì khi mà đi đến nơi rồi đó, thì khi mà lễ vật được đưa lên đó, thì người chồng mới nói là tất cả những gia nhân hãy xuống núi để mà đợi chờ, chỉ để cho hai vợ chồng ở trên này yên ổn mà dâng cúng cái lễ vật cho thần linh thôi. Thì khi mà bài đó hết rồi đó, thì cái người chồng ngồi làm thinh hoài, không có cúng. Thì cái cô vợ cũng mới nói thế này, sao anh không có làm lễ để cúng thần linh đi? Ông này không trả lời. Má hai ba lần như vậy thì cái người chồng mới nói thế này, thật ra là không có dâng cúng thần linh, mà hôm nay đó đã đưa em lên đây để trước đó là lấy hết tài sản của em, và sau đó thì xô em xuống cái vực thẳm này. Thì cái cô này cũng nói tại sao phải làm như vậy, mà trong khi đó mà tất cả cái đời sống của em là thuộc về anh, tất cả những cái tài sản em có đây đều thuộc về anh, thì đâu có cần thiết phải làm cái việc đó. Bây giờ đây, tài sản đây, cô thì lột hết nữ trang ra, đây tài sản đây em giao cho anh, hãy tha mạng sống cho em. Cô này quỳ xuống lại xin cái người chồng tha cái mạng sống cho mình. Thì cái người này mới nói thế này, làm sao có thể tha được mạng sống cho em? Tha được mạng sống cho em thì anh đây sẽ vô cùng rắc rối, bị rắc rối, cho nên là không thể có cái chuyện đó. Thì khi đó cô này mới suy nghĩ thế này, cái người mà mình hết lòng yêu thương đây, hết lòng chiều chuộng đây, thật sự là cái con người đó rất là tàn ác, không có một cái chút tình người nào ở bên trong cả. Cho nên cô này tỉnh ngộ, và cô này mới quỳ xuống, và mới lại cái kẻ tàn ác này và nói như thế này, mới nói rằng là dẫu cho anh có đối xử với em như thế nào thì em đây vẫn đối xử như là một người vợ đối với người chồng. Bây giờ một lần nữa hãy tha mạng cho em, và kể từ nay trở đi đó thì em sẽ trở thành nô lệ của anh. Anh dạy thế nào em nghe thế đó, em không dám làm khác đi. Nhưng mà cậu này vẫn dứt định không chấp nhận, cho nên cô này khóc lại nữa và nói thế này, thôi bữa nay
là lần cuối cùng em còn trông thấy anh, cũng như bữa nay là cái lần cuối cùng anh còn trông thấy em. Hãy cho em lại anh và được hôn anh một lần cuối cùng. Thì cô này mới quỳ đó và hôn từ dưới chân hôn lên, hôn cái mặt của này, hôn ra đằng sau lưng. Và tay vịn cái dây này, tay ôm ngay cái eo này. Và người này lấn mạnh một cái, xô cái người chồng này rớt xuống cái vực thẳm. Là bởi vì trong cái giờ phút đó, cô này thấy rằng nếu như mình không tự cứu mình thì người ta sẽ xô mình xuống cái vực thẳm. Và cái kẻ tàn ác này chỉ có duy nhất trong đầu đó, nghĩ tới cái chuyện hưởng thụ mà thôi, chứ không phải là một con người. Cho nên cô này đã xô cái người này xuống cái vực thẳm. Sau khi xô cái người đó xuống cái vực thẳm rồi thì cô này mới ngồi lại suy nghĩ, bây giờ mình làm sao đây? Mình trở về nhà, khi cha mẹ mình hỏi đó thì mình nói chồng mình chết rồi. Thì hỏi tại sao chết? Nếu mình nói là mình không thể nói dối được, mình nói là mình sẽ giết chồng mình, thì ba mẹ mình sẽ hỏi chứ tại sao đó con muốn cái người đó, cho đến đổi đó cha mẹ phải bỏ 1.000 đồng tiền vàng để mua cái thằng vô lại để về đây, rồi bây giờ con giết nó là tại sao vậy? Rồi nếu bây giờ mình nói cái sự thật là cái người này muốn giết mình để lấy của, thì bây giờ biết bao nhiêu cái chuyện rắc rối xảy ra. Rồi bây giờ phải đối mặt với con đường, với quan chức, thì mình sẽ ăn sao, nói làm sao. Cho nên cô này thấy cái việc mà quay trở về nhà là cái con đường cực kỳ rối rắm cho mình. Cho nên sau đó là cô mới lấy tất cả dòng vàng của cô ném hết. Và cô đi xuống luôn. Cô quyết tâm đi tìm một cái ni đoàn để xuất gia. Và sau nhiều ngày như vậy là cô tìm được một cái ni đoàn và cô đã xuất gia. Và nơi đó sau một cái thời gian dài đó, thì cô là cái người phải nói là rất là tinh thông về giáo pháp. Và chính nhờ sự tinh thông về giáo pháp đó mà sau này cô được gặp Ngài Xá Lợi Phất. Và khi được Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn thêm thì sau đó là cô đã đắc quả A-la-hán. Và khi mà cô thành tựu được như vậy đó, thì Đức Phật có hai cái bài kệ. Trong đó có cái bài kệ mà sư cô vừa đọc cho quý vị nghe, bài kệ số 103. Thì cái bài kệ này nói rằng là dầu tại bãi chiến trường thắng 1.000 vạn quân địch, không bằng tự thắng mình, tự thắng là tối thượng. Vậy chúng ta xem đó, cái người này đã tự thắng cái gì trong lòng mình? Nói theo cái pháp thế gian, cái cô này đó vừa thấy mặt cái tên tội phạm này đó là nó bùng nổ lên cái tiếng sét ái tình, nói theo cái ngôn ngữ của đời thường. Còn mình nói theo cái nghiệp á, thì giữa hai người đó, tiền kiếp họ cũng đã từng là chồng vợ với nhau rồi. Cho bây giờ cái người vợ này thấy cái người chồng lâm nạn đó thì không phải đành lòng và muốn cứu người này bằng mọi cách mọi giá, phải cứu người này đặng được và phải chung sống với người này như chồng như vợ. Nhưng mà cái tình cảm của đôi bên đó cũng trong nhiều đời nhiều kiếp nó cũng đã rạn nứt rồi. Quý vị nhìn cái pháp thế gian này, biết bao nhiêu người đàn bà chiều chuộng cái người chồng mình hết mực, nhưng mà cái người chồng mình vẫn phản bội. Như mới đây nhất là cách đây chừng 3 hôm thì sư cô nghe một cái chính cái người vợ đã nói cái tâm sự này. Cô bảo thế này, từ khi cô lấy chồng thì cái cách mà cô ứng xử với chồng cổ thế này là cô làm tất cả mọi thứ, từ cái chuyện làm ra tiền cho đến cái chuyện trong bếp là cô làm hết. Thì coi như là sáng ra đó, là lo ăn sáng, nay đổi món ăn này, mai đổi món ăn khác, có hôm thì cô nấu, có hôm thì cô đi mua cà phê, cà pháo thì đủ hết. Rồi xong á, là khi mà cô đến cái cơ xưởng để làm việc á,
thì chồng cô cũng vào đó, mà vào đó nó không phải để làm, mà để đi nói chuyện với những người mà họ làm trong xưởng, công nhân người ta làm, rồi mà hứng chí thì muốn kiếm một hai người công nhân ra để mà đánh cờ hay đánh bài chơi gì đó thì cứ việc. Rồi sau đó thì đi ăn cơm trưa, muốn ăn tiệm thì ăn, muốn ăn nhà thì ăn, ăn xong rồi về ngủ nghỉ tới 3 giờ thì trở vô nữa, thì cũng đi vậy đó. Rồi muốn rủ ai nhậu á thì cô phải chi tiền ra để cho những cái người công nhân nó nhậu nha, ngày này qua tháng khác đều như vậy đó. Thì cho tới cái thời điểm ngày hôm nay đó, thì khi cha mẹ ông mất á thì có để lại một cái gia tài và chia ra. Thì khi mà chia ra thì ông nói là cái phần này là của cha mẹ ông cho nên ông giữ mới bắt đầu ông đi chi xài cái tiền đó. Thì sau đó là ông có người khác và ông về nói với cô như thế này, nói với cô vợ, ông nói như thế này: bao nhiêu năm đó, tôi không biết ở bên ngoài là cái gì, tôi chỉ biết cái nhà, cho nên bây giờ tôi không có dạy gì tôi trở về cái nhà này nữa. Bởi vì cái nhà này chỉ cho tôi ăn cơm, cho tôi được vừa ý thôi. Nhưng mà khi tôi có tiền đó, tôi ra ngoài tôi sống còn vừa ý hơn. Và bây giờ là ông ấy muốn chia tài sản và tiếp tục sử dụng cái tiền đó để đi hưởng thụ nơi tràng đình Thủy Quan. Thì thấy không? Nhưng mà cái cô này vẫn còn nặng lòng với ông ấy dữ lắm. Thì khi mà sư cô thấy cái trường hợp đó thì sư cô nghĩ nó cũng giống như cái trường hợp cái người này nè, khi thấy cái tên tội phạm đó mà chịu đựng không được. Cho nên là giá nào cũng phải cưới và giá nào cũng lấy làm chồng. Quý vị thấy khi mà cái ái dục nó khởi lên trong tâm đó, người ta cực kỳ mê muội. Quý vị theo dõi về báo chí, quý vị thấy có những người chồng đấm đập, đối xử rất là tàn tệ, vẫn lưỡi cái đầu vô mà sống, mà còn nói một cái câu coi như mình là cái người am tường giáo pháp đó, là chỗ nói là thôi nợ mình phải trả, không trả không được. Thưa quý vị, không có nợ. Mình gieo cái nhân thì mình gặt cái quả. Nhưng mà cái quả mình có đây đó, ăn cái quả này hay không ăn quả này là quyền của mình. Cũng giống như bây giờ mình gieo cái lúa thì tới cái mùa gặt thì mình gặt đưa vô bộ. Lúa này mình muốn ăn cũng được, muốn bán cũng được, muốn cho cũng được, muốn để hư hoại cũng được, chứ đâu có dây ai mà trả. Cho nên khi mà những sự bất hạnh nó khởi sanh lên á, là chúng ta ứng xử với sự bất hạnh này như thế nào mà chúng ta thoát ra được, chứ không phải rằng là chúng ta còng lưng để trả nợ. Cái sự suy nghĩ sai đó làm cho người ta thế nào? Làm ta cắn răng để mà chịu đựng, người ta hầu hạ, người ta uất ức, người ta chi phí mà người ta bất mãn, người ta gọi đó là cái nghiệp của mình phải trả. Không, không phải nghiệp. Nghiệp là khi gieo xuống mới là nghiệp, còn đây là cái quả nghiệp. Thì cái quả nghiệp này đó, mình ứng xử như thế nào là do sự sáng suốt trong tâm của mình. Cho nên khi ở với một cái người chồng mà nó tác tệ đến như vậy đó, mình có quyền ứng xử. Mình tiếp tục ở nữa hay không, quyền quyết định của mình. Nhưng mà có người là sống thế này: chịu đấm ăn xôi, xôi lại hẳn, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Đấy, ở với nó, nhưng mà nó vẫn đánh đập, nó vẫn hành hạ. Rồi có khi đó là nó châm ngòi nó đốt lên cho mà chết. Có người đã bị đánh đập, bị hành hạ như vậy, may là thoát chết. Và bây giờ đó là cái tật bệnh mà mình phải mang đó là nó tới 75%. Bây giờ thành một cái người tàn phế rồi. Bây giờ người ta bắt cái người đó ra tòa, ta xử bỏ tù. Nhưng mà người này vẫn chờ đợi người đó quay về.
chịu đấm ăn xôi, xôi lại hỏng. Tại sao chịu đấm ăn xôi, xôi lại hỏng? Cầm bằng làm mướn, mướn không công mà vẫn chịu đựng như vậy. Vì ái dục ở bên trong không thắng được, không tỉnh ra được. Sư cô biết một cái người đàn bà đó, sư cô chứng kiến rõ ràng chứ không thể là do nghe ai nói hết. Ông đó khi mà rửa cái bà đó đánh, lúc đó bà đó 50 mấy tuổi, mà cái cây tầm vong nó bằng bắp tay vậy nè, mà đánh trên đầu, đánh xuống đến nỗi bất tỉnh, máu mồm ở miệng nó phục ra. Ông vẫn còn quất thêm, may là hai cái thằng con trai nó rượt theo được đó, nó ôm nó giật cái cây tầm vong đó, chứ nếu không là mà chết tại chỗ rồi. Rồi sau mấy đứa con nó đưa đi cấp cứu, nó đưa đi cấp cứu xong nó mới đưa về nhà dì nó ở tá túc ở đó. Mà bả làm một cái chuyện mà cái người chị với cái người em của cái bà đó không chịu đựng nổi. Và trong cái thời gian mà ở đó, đầu thì băng bó, mình mẩy thì rêu nhất như thế này, tiền bạc thì không có, rồi chị em mới cho tiền để có trong túi. Bây giờ bệnh vậy đó, nhiều khi đó muốn ăn cái gì không có thì sao. Nhưng bà nhờ người ta đó, đi mua những cái thức ăn ngon ngoài chợ đó, rồi gửi xe đem về cho chồng. Thì khi những người chị em nó phát hiện ra rằng đó, là bà không có ăn một đồng bạc nào của mình cho hết, nhưng mà lấy cái tiền đó nhờ người ta mua cái món ngon ở cái khu vực đó mà gửi xe đem về cho chồng. Thì những người này người ta mới nói vậy: thôi hết bệnh rồi thì về đi, còn bệnh chút chút cũng về đi, chứ ở đây làm chi nữa. Người ta không thắng được cái ái dục ở bên trong, cho nên cái người đó đối xử người ta tát tệ như thế nào đó, người ta vẫn nói rằng là người ta phải trả nợ. Và người ta còn nói những cái câu mà nó rất là buồn cười đó. Mà ai cười? Con mà nó cười chứ ai. Bởi vì nói vậy: mẹ không có muốn cho các con đó là không có cha. Nhưng mà chính những đứa con nó nói rằng ổng có phải là ba của con đâu, ổng chỉ lo cái mạng ổng không. Tụi con lớn lên cho tới bây giờ chưa từng thấy ổng lo cho tụi con cái gì chút nào hết. Tụi con thật sự không cần ổng, má có cần ổng thì má cần, tụi con không cần. Nhưng mà vẫn nói những cái lời buồn cười như vậy, và chính con mình nó cười chứ không phải ai hết. Nhưng mà tại sao người ta nói vậy, tại sao người ta làm vậy, vì người ta không thắng được ai được. Cho nên cái người nữ đây nè, khi quý vị nên nhớ rằng cái khi đó cái đấu tranh trong cái lòng cái người này rất là lớn. Hôn từ dưới chân, hôn lên trên mặt, hôn từ phía trước, hôn lên phía sau. Nhưng mà cái quyết định khi dịnh cái vai này và cái tay này vòng qua cái vòng eo này đó, thì xô cực mạnh để người này té xuống đến chết. Là để dứt khoát trong đầu rằng đó, ta không chung sống với kẻ tác tệ, và kẻ tác tệ này sẽ giết ta. Nếu ta thiếu sự sáng suốt ở đây, ta này phải chết tan xương nát thịt. Và lòng oán hận này đó làm cho ta không thể trở lại làm con người được. Cho nên dứt khoát trong cái việc này, đối mặt mình chết và người đó chết. Thì đây không đặt cái vấn đề là người này giết người, mà đây cái động tác này đó, bởi vì giữa hai bên đó, một sống một chết, thì người nào sáng suốt, người nào tin tưởng, người đó còn sống. Nhưng cái quan trọng trong lòng cái người nữ này nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ đã chiến thắng được cái ái dục trong tâm của mình. Và vì cái sự chiến thắng đó mà quý vị thấy không? Cái đống châu báu vàng bạc đeo trên người quý giá đây quan thêm. Những cái của cải này nếu biết sử dụng là tốt, không biết sử dụng tàn phá con người. Quý vị nhìn khắp nơi, không riêng ở Việt Nam, nhiều nước trên thế giới này, mà mình nói riêng người Việt Nam, người Việt Nam ở tại Việt Nam và người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, khi nghèo khổ chung lưng đấu cật với nhau để mà dựng nên cái sự nghiệp để cho con cái nên người. Nhưng mà khi thành đạt rồi đó, chính cái sự hưởng thụ của một trong hai người đó đã làm sụp đổ kia. Và cái người còn lại đó thâm thẳm một cái nỗi đau không thể
Và ngay khi người ta tìm đến Phật pháp thì người ta cũng chỉ là một cái sự nương tựa mà thôi, chứ không phải là cái sự mà gọi là tiếp nhận cái nguồn năng lực từ nơi cái trí tuệ sáng suốt của chư Phật để mình thấm cái ái dục của bên trong. Cho nên vẫn tụng kinh, vẫn nghe pháp, vẫn tu thiền, nhưng trầm cảm. Ở cái bệnh trầm cảm nó làm cho cái sự mê muội trong tâm của mình nó càng lúc nó càng nặng. Và không bao giờ chúng ta nghĩ rằng khi như vậy tái sanh lại, bất cứ tái sanh nó không cảnh giới nào, đầu tiên là cái mặt rất buồn, con mắt lúc nào cũng như là con ngấn lệ, và cái tâm trạng không có sự tự tin, không có sự mạnh mẽ nữa. Vì sao vậy? Vì đã cố gắng nhưng chữa được cái bệnh ngoài da thôi. Chữa ngoài da ở chỗ là nghe Phật pháp, là có giờ tu tập, là có hướng đến Tam Bảo để chữa ngoài da. Nhưng không sử dụng giáo pháp này đó như là cái liều thuốc để làm cho mình mạnh mẽ hơn, và mình soi rõ trong tâm mình thấy tại sao mình đau khổ. Vì mình muốn mà, mình muốn cái gì? Mình muốn cái người mà chung sống với mình đó vẫn như xưa. Như xưa có nghĩa là cái lúc còn trẻ, cái lúc mà còn tri âm tri kỷ với nhau, còn như cái thời thanh mai trúc mã với nhau. Ta muốn như vậy, người ta ảo ảnh về nó, và ta không đối diện với sự thật, người ta không thức tỉnh được. Cho nên người ta không chiến thắng được nội tâm của mình, mà ta chết để chở theo cái nỗi đau không bao giờ dứt được. Và ta nói thế nào? Ta nói thế nào? May em chết dưới cội đào, khóc em xin nhỏ lễ vào thiên thu. May em chết dưới cội hoa, tiếng kêu rụng giữa giang hà xăm xăm. Chết không nhắm con mắt được, vẫn mong muốn người ta đến để người ta nói một lần tiếp thương. Bằng nghìn thu như vậy, nỗi đau không bao giờ dứt. Như vậy đường luân hồi ái dục này vẫn quyến trong, đau khổ vẫn là con đường tiếp tục, và ta vẫn mờ, mê mờ trong ái dục, không thăng được. Và dẫu người đó hiện nay là một cái người thành công lẫy lừng trên cái con đường thương trường, hay một người có tiếng tăm, hay một người trí thức rất là nổi tiếng, rất là giỏi giang, thì đối diện với cái ái dục của mình không chiến thắng được, thì những người này đó nó giống như chỉ có một cái hình ở bên ngoài thôi, còn bên trong nó đã hoại rồi. Cho nên không tự chiến thắng được mình thì tất cả những cái trên thế gian này nó suy sụp. Cho nên quý vị thấy nè, có những người đó khi người ta thất tình rồi đó thì người ta điên loạn. Chúng ta thử vào trong nhà thương điên, chúng ta gặp những người đó. Rồi có những người họ không điên loạn, nhưng mà họ điên đảo trong tâm, cho nên họ móng vào trong đầu họ chết. Sư cô biết một cái gia đình đó, hai ông bà có nhiều con lắm, nhưng mà đứa con nhỏ nhất là cái đứa con mà hai ông bà đặt nhiều kỳ vọng nhất. Là tại vì khi sinh nó ra là lúc hai ông bà làm ăn giàu có, cho nên kỳ vọng là con học hành tới nơi tới chốn, chứ không giống như những người con trước quá cực khổ, cho nên là chỉ là những người giỏi trong công việc thôi, chứ mà cái đường học vấn không cao. Thì cái cậu này cũng không có phụ lòng cha mẹ, cho nên cũng chịu khó học hành giỏi giang. Nhưng mà một hôm đó cậu nói với ba là con muốn mượn xe của ba đi một chút, rồi con về con trả xe lại cho ba. Thì đi hai ngày không thấy nó về, sau đó cảnh sát mới báo là
nó ngồi trong cái xe, nó lái cái xe ra phải không, xong nó ngồi trong xe đó, nó bấm vào đầu đầu cái chứ, nó để lại cái tờ giấy trên cái đường đó là con xin lỗi ba má, con rất là bất hiếu, ba má tha tội cho con, rồi nó để địa chỉ số điện thoại của ba nó, cho nên người ta mới gọi về. Thì ông ra nhận xác và nhận xe rồi. Cho nên là cái mạnh mẽ nhất trong tâm của mình chính là ai vậy? Và chúng ta hãy xem biết bao nhiêu cuộc đời của những người nữ xinh đẹp, giỏi giang, nhưng mà khi gặp phải những cái mà nó gọi là cái bất hạnh trong cái đời sống tình cảm và hôn nhân, thì quý vị thấy là người ta sẽ như một cái xác ve sầu vậy, người ta không gượng gì nổi. Và hầu như tất cả những người nữ đi vào trong cái việc yêu đương và đi vào trong cái cuộc hôn nhân thì hiếm có cái người nào mà nói rằng là mình đã đạt được cái hạnh phúc của mình. Nhưng mà người ta không có ngưng nghỉ, bởi vì người ta không thấy rõ nó là cái gì. Cho nên là người ta bị cái ái dục nó chi phối cái suy nghĩ trong cái nội tâm của mình. Và nó làm cho đó ngày đêm người ta bị bức xúc, bỏ ra cũng không được, ở cũng không sao, giải quyết không thể nào giải quyết suôn sẻ được, giải quyết cái này nó dính cái kia, giải quyết cái kia nó dính cái nào, và cứ ở trong cái trạng thái chằn níu như thế mà sống, không đau khổ chứ. Chỉ khi mình thật sáng suốt, mình thấy rõ trong tâm mình chọn con đường sống hay con đường chết, thì chính cái người nữ trong câu chuyện này đó, khi đưa vào trong cái đối diện với cái sự cùng cực của bức xúc, một là sống hay là chết, thì quý vị thấy lúc đó đó, nếu mà người này yếu ớt thì người này sẽ xô người này xuống núi chết. Chết mà lòng vẫn vương vấn, chết mà lòng vẫn xót xa, chết mà vẫn hỏi tại sao. Cũng như cái người đàn bà này hỏi tại sao anh đã được tự do như vậy, anh được cung phụng như vậy, bây giờ anh lại còn muốn hơn nữa. Cũng như cô này nói rằng đây tài sản này cũng là của em, là của anh tất cả. Thân này của em cũng là của anh. Hãy tha mạng sống cho em sẽ trở thành nô lệ cho anh. Anh muốn cái gì em cũng phải làm theo cả. Nhưng người ta không chấp nhận. Bởi người ta không chấp nhận một đời sống hôn nhân, không chấp nhận một đời sống gia đình, và không chấp nhận cái người nữ bi lụy về mình. Người ta chỉ muốn đi chinh phục những người mà không bi lụy với người ta, để người ta làm nên một cái cuộc chiến thắng. Nhưng mình không nhìn ra cái bản chất của cái người tham ái này. Cho nên á, cái người nữ này không những á, là thi hành cái pháp luật của quốc gia, là cái tên tội phạm này nó phải bị chết ngay cái dược phẩm này, mà người này đó còn làm nên một cái chiến công lớn nơi mình đó, là cái dục lạc trong tâm mình cũng là một cái tên tội phạm mà mình cần phải xô nó xuống núi. Và người này đã xô được hai tên tội phạm. Một tên tội phạm thứ nhất là tên tội phạm của xã hội, nó phải xô xuống núi. Nhưng vì ái dục mà cô có đủ điều kiện, cho nên đã qua mặt cái luật pháp quốc gia. Giờ này luật này đã được thi hành. Nhưng cái luật thứ hai trong tâm cô đó, một cái tên tội phạm trong tâm của mình chính là ái dục, thì cô cũng đã xô nó xuống núi rồi. Và vì vậy cô đi đến ni đoàn, và cô đã tu tập, cô đã tinh thông được giáo pháp, và cô đã đắc đạo A-la-hán. Dạ, bạch sư cô, là trong quá trình con tìm hiểu giáo pháp thì con có ra đỡ với một số thấp hữu là bạn cùng đi với con, thì cái này quá trình hiểu một số mình sách nguyên thủy thì người ta nói là những vị mà phải nhờ bốn giới sáng tác đạo nhân tọa thì những vị đó không bao giờ tu thành đạo. Nhưng mà khi mà con thì cũng tin mình thấy có một số vị tạm nhờ giới sát, thậm chí là một số vị là khoe sắc và cao nhân,
mà người ta vẫn được các vị thánh tăng khai thị những đất đạo của A-la-hán, cho nên là con đường một trên cái con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đây. Nếu chúng ta muốn được an vui hạnh phúc thì phải giữ năm giới, và đồng thời đó phải hành năm giới đó. Nhưng mà có những cái trường hợp người ta phạm vào cái giới thứ nhất, là cái giới rất là nặng của người Phật tử, đó là phạm vào giới sát, người ta vẫn đắc đạo quả. Như cái trường hợp mà chúng ta mới vừa nghe xong là một trường hợp. Nó có một cái trường hợp thứ hai mà trong cái kinh điển của Phật giáo còn để lại rất là nổi tiếng, đó là trường hợp của Ngài Angulimala. Thì cái vị này đó giết như vậy 999 người. Nhưng mà khi vào tăng đoàn đó, thì sau đó vị này vẫn đắc đạo quả. Thì những cái trường hợp này đó, mà nếu mình muốn hiểu, mình giải thích cho cặn kẽ đó, thì chỉ khi nào có cái lời dạy của Đức Thế Tôn, tức là Đức Thế Tôn sẽ nói là do tiền kiếp của cái vị này như thế nào mà trong cái hiện kiếp lại có thể giết 999 người. Cũng như Đức Thế Tôn sẽ nói đó, tiền kiếp của cái người thánh nữ này là gì mà cái kiếp cuối đó là phải giết cái người chồng cũng là cái tên tội phạm này đó, thì sau đó mới dứt lìa trong tâm cái ái dục của mình mới xuất gia được. Thì cái lời giải thích đó chỉ khi nào Đức Thế Tôn nói thì chúng ta mới dám nói. Nhưng mà riêng về những cái trường hợp mà chúng ta có thể tạm có thể là tìm hiểu thì chúng ta thấy thế này. Thứ nhất là khi Ngài Angulimala, là khi mà làm cái hành động đó thì nó không phải là cái ác tâm mà giết người, nhưng mà cái tham ác nó đi đến cái sân ác để mà giết người. Nó nằm ở chỗ này, là khi cái vị này khi mà xuất hiện trong cái thai bào của người mẹ đó, thì khi cái người mẹ mang thai đó là ở trong cái kinh thành đó, mà cái chỗ cái kho chứa vũ khí đó, thì cái vũ khí ở trong đó nó kêu sổn thôi. Mà thông thường mà khi nào cái kho vũ khí của nhà vua mà đêm mà nó rộn ràng lên như vậy thì ắt là phải có chiến tranh, hoặc là có một cái điềm gì đó mà nó ghê gớm lắm thì nó mới có cái chuyện đó. Thì khi cái người này mà sanh ra thì trong cái kho vũ khí nó sổn sổn vậy, vua mới cho người đi tìm hiểu coi ra sao, thì mới biết đích là cái đứa bé này ra đời không biết nó sẽ mang cái tai họa gì mà ảnh hưởng chung đến nhiều người mà đến nỗi như vậy. Thì khi mà mời các cái vị Bà La Môn đến để đón đó, thì nói rằng cái đứa nhỏ này về sau nó sẽ trở thành một cái tên cướp giết người. Thì cái người cha đó là một tướng quân mới nói với cái người vợ đó, không nên để con mình làm những cái điều tai ác đó, tốt hơn là ngay bây giờ diệt nó đi để nó không làm cái điều ác nghiệp. Thì cái người mẹ mới nói thế này, người ta nói biết có hay không mà con của mình sinh ra nó khôi ngô túng tú như thế này, mà đem con mình giết đi là cái chuyện không thể nào làm được hết. Cho nên cái người vợ quỳ xuống lại cái người chồng, cho phép mình được nuôi cái đứa con đó, và hứa đó là sẽ giáo dục nó đàng hoàng, không có để cho nó tạo nên một cái ác nghiệp. Thì khi cái đứa nhỏ nó lớn lên đó, nó càng lúc nó càng khôi ngô tính tú, nó rất là thông minh, nó rất là ngoan, mà nó rất là có hiếu. Cho nên là hai ông bà hết sức là mừng rỡ, bởi vì con mình không có dấu hiệu gì tàn ác cả. Đến khi nó được 14 tuổi thì hai ông bà mới bàn nhau, bây giờ có một cái vị thầy đó rất là giỏi, bây giờ cho con mình tới đó học khoảng 10 năm, sau đó trở về đó thì đó là các con người được đào tạo đầy đủ hết về mọi mặt. Thì hai vợ chồng mới đem con đến gửi vị thầy đó. Thì cái đứa bé này khi vào cái trường học thì thầy rất là thương,
mà cái người vợ của thầy cũng thương cậu như con trai của mình, bởi vì cậu này học giỏi mà ngoan mà tốt mà sống rất là chân tình, cho nên là hai người thầy cô thương lắm. Thì cái nhóm mà bạn học chung đó, nó ganh tị, nó mới là bài mưu kế với nhau. Thì cậu này học ở đó cũng được 3-4 năm rồi, thì tuổi cũng đã trở thành thanh niên rồi. Thì cái nhóm đó nó mới là bày cái mưu để nó hấp cái người này ra, bởi vì nó biết cái đứa bé này lớn lên sẽ rất là giỏi, tụi nó thua xa hẳn về cái năng lực cũng như về cái tính cách, nó thua hẳn. Thì nó mới nói với thầy đó thế này: thầy à, chúng con thấy đã lâu rồi mà chúng con không dám nói, nhưng mà càng ngày nó càng lộ liễu ra đó, là cô rất thương cái thằng nhỏ này và thầy nên quan tâm tới chuyện này. Thì cái vị thầy này đó không chấp nhận cái điều đó, vị thầy này nói không được nói vậy, bởi vì phu nhân của ta là thương nó như con trai của mình vậy, không được nói vậy. Nhưng mà những cái đứa học trò này nó cứ tỉ tê ngày này qua ngày khác. Thì bây giờ cái tư cách của một cái người thầy như vậy đó, không có quyền nghĩ xấu về học trò của mình, cũng không có quyền nghĩ xấu về vợ mình, bởi vì vợ mình không phải là cái người lăng loàn trắc nết. Nhưng bây giờ để như vậy hoài thì không ổn chút nào cả. Bây giờ phải giải quyết làm sao đây cho nó ổn thỏa mà không có bị tai tiếng. Cho nên cái người thầy này mới kêu cái cậu học trò vô, khi đó cũng là 18-19 tuổi rồi, kêu vào mới nói này: con, kể từ khi con đến đây mà thầy dạy dỗ cho con đó, con rất là xứng đáng, và thầy thương con nhất, cô cũng thương con như vậy. Cho nên bây giờ ta có một cái bí kíp ta muốn truyền cho con, nhưng cái này là chuyện bí mật giữa con với thầy biết thôi. Và khi luyện cái bí kíp này nó có cái điều kiện đó là bây giờ đó, con phải làm sao con giết được 1.000 người, còn mỗi một người đó thì con lấy một cái lóng tay đó, con xỏ, con đeo vào trong cái ngực của con. Đúng 1.000 người con trở về đây thì thầy sẽ truyền cái bí kíp cho con. Mà trong tất cả các học trò chúng ta đây đó, không có ai được cái ưu tiên như con. Ý con như thế nào? Thì cái cậu học trò này đó nghĩ rằng thầy thương mình nhất, mà cũng chẳng biết rằng cái chuyện mà giết người mà lấy ngón tay rồi xỏ sâu đeo đó, nó ác như thế nào cũng chẳng biết. Nhưng mà trước là để được lòng thầy, sau nữa là để mình học một cái bí kíp. Cho nên cậu thanh niên này ra đây, ở cái vùng rừng núi đó, thì dùng cái võ công mà luyện tập 3-4 năm nay đó, để tất cả những người đi ngang cái rừng đó là không có được trở về nhà nữa, mà giết được, giết nghề đến 999 người. Thì cái tiếng tâm của cái vùng núi mà có một cái kẻ ăn cướp giết người ghê gớm như thế là nó động cả ở triều đình. Thì người ta đưa quan quân vào đó thì nó cũng trở thành nạn nhân luôn. Thì khi đó là cái người mẹ với người cha mới nghĩ rằng là có khi nào cái đứa đó là con mình không. Và nghe người ta nói diễn tả cái diện mạo của nó, có thể nó là con của mình. Thì cái người mẹ này mới nhớ lại cái lời tiên tri của các cái vị Bà La Môn, cho nên người mẹ này mới suy nghĩ và nói với lại cái cha của đứa nhỏ, mới nói rằng là chính thiếp đây sẽ là người đi tới tận nơi xem có phải con mình đã làm cái việc đó hay không. Và bà một mình đi đến cái núi đó để đi tìm. Thì khi cái cậu thanh niên này đó đứng trên núi nhìn thấy một cái người đi tới, và càng lúc càng rõ đây là mẹ của mình, thì cậu suy nghĩ này: mình có nên giết mẹ mình không? Thì cậu nói không, không thể nào giết mẹ của mình cả. Mẹ là người mình thương nhất, mình kính nhất, không thể nào giết mẹ của mình cả. Nhưng mà rồi cậu lại cũng nói với chính mình vậy: mẹ mình thương mình nhất, cho nên mẹ muốn mình thành công,
mà mau chóng thành công. Vì vậy hôm nay mình giết mẹ mình mà mẹ mình biết rằng nhờ cái chết của mẹ mình đó, mình lấy thêm một cái lóng tay nữa là đúng 1.000 cái lóng tay thì thầy sẽ truyền bí kíp cho mình. Thì khi mình vinh quang rồi đó thì mẹ cũng là cái người đóng góp vào trong cái sự vinh quang của mình, cho nên nhất định giờ đây mình giết mẹ mà chắc là mẹ cũng vui lòng. Cho nên cậu bé này đó mới đi xuống núi không phải để chào mẹ mà để chém mẹ. Thì cho chúng ta biết đó, Đức Bổn Sư hàng ngày đừng có quán tưởng rằng cái phước của chúng sinh và của chư thiên ở trên cái thế gian này đó, ai là cái người được cái phước mà Phật tế độ. Thì hôm đó Phật quán thấy rằng nếu như Phật không dùng thần thông để cứu ngay mà người này giết mẹ rồi thì cái việc người này tu tập nó sẽ bị đọa lạc. Cho nên Đức Phật mới dùng thần thông. Và khi cái người con đó đuổi theo cái người mẹ thế này thì Đức Phật xuất hiện để mà ngăn để cho cái người con đó nhìn thấy Đức Phật đây mà không nhìn thấy cái người mẹ. Thì khi Đức Phật xuất hiện thì cái cậu này mừng, cậu này mới nói trong bụng gì, cậu này mới nói là ồ, có cái ông Sa Môn này ông thế mạng rồi, mình khỏi phải giết mẹ, như vậy cái ngày thành công của mình đó có mẹ tham dự thì mình vui hơn, không phải đi giết mẹ nữa rồi, mình giết cái ông Sa Môn này. Cho nên là cậu này không có đuổi theo mẹ nữa mà đuổi theo ông Sa Môn này. Mấy cái ông Sa Môn này kỳ lạ, ông đi rất là từ tốn, thông thả, đỉnh đạt, còn mình thì chạy hụt hơi mà vẫn không đuổi theo ông được, bởi vì Đức Phật dùng cái thần thông để cho nó người này vẫn chạy trong cái khoảng không đó mà không thể nào tiếp cận được ta. Thế Đức Phật thì đi bình thường, còn người này chạy tối đa. Và người này nói là chưa bao giờ ta thi triển cái môn khinh không của chúng ta, của ta đó, đến cái gọi là cái tuyệt kỹ của nó mà vẫn không đuổi theo được người này, thiệt là cái điều rất là lấy lạ. Cho nên là khi mà mệt gần đứt hơi rồi đó thì cái cậu thanh niên này mới la lớn lên mà nói là ông Sa Môn, ông hãy dừng lại. Thì Đức Phật vẫn thủng thẳng đi. Đức Phật mới nói ta dừng lại đã lâu rồi, chỉ có nhà ngươi là không dừng lại mà thôi. Thì cái vị này nghe lạ quá, mình là hết hơi mình đứng lại mình mới kêu ông Sa Môn ngừng lại, mà ông vẫn đi bình thường mà ông nói rằng ta dừng lại đã lâu, chỉ có ngươi không dừng lại mà thôi. Sao mà cái ông Sa Môn này ông nói nghịch lý như vậy? Nhưng mà cái nghịch lý này đó làm cho cậu thanh niên này suy nghĩ. Thế đó cậu thanh niên là quỳ xuống đảnh lễ liền. Nó nói ông Sa Môn, xin ông giải thích cho tôi biết tại sao ông nói như vậy. Thì Đức Phật mới nói ta dừng lại đã lâu rồi, bởi vì tất cả những dục vọng trong tâm của ta đã buông xuống, ta dừng lại đã lâu ta mới thành Phật được. Còn chính nhà ngươi đó, cái dục vọng làm cho ngươi đó chạy mãi không ngừng, ngươi đuổi rượt không ngừng, ngươi đuổi để chém cả mẹ của ngươi, ngươi vẫn làm để cho những cái dục vọng của ngươi được thỏa mãn. Đó là cái lòng hám danh của ngươi, nó trở thành cái thứ dục vọng tâm tối mà ngươi đã giết không biết bao nhiêu người, kể cả mẹ mình cũng nằm trong cái lưỡi hái mà mình chính là cái tử thần đi giết cái mạng của người ta. Thì vậy thì nghe xong tỉnh ngộ, đảnh lễ Đức Phật và nói rằng là con xin làm đệ tử của ngài, ngài có thể thu nhận con không? Đức Phật nói hãy theo ta. Mọi người đi về tăng đoàn. Thì khi về tăng đoàn như thế là cái chuyện đó chấn động trong cả nước. Là bây giờ tăng đoàn của Đức Thế Tôn đó, có một cái tên tướng cướp giết người không gớm tay để về ở trong cái tăng đoàn đó. Thì Đức Vua hỏi có chắc chắn không? Mọi người nói chắc chắn rồi. Thì Đức Vua mới tới. Thì khi Đức Vua tới đó thì Đức Phật mới cho một vài vị tăng trẻ ra để tiếp đón Đức Vua. Thì trong số đó có cái
có cái người gọi là cái vị mà mới xuất gia đây đó, là mặc cái tăng bào đó để đứng đó mà tiếp đón vua vào trong kinh xá. Thì khi Đức Vua xuống kiệu, Đức Vua nhìn thấy những người tăng sĩ trẻ đứng đó, thì Đức Vua mới ngắm cái dung mạo của người tăng sĩ trẻ này và cái cách thức, cũng như Đức Vua hỏi một vài lời, thì Đức Vua rất có cảm tình với cái người này. Thì khi Đức Vua vào đảnh lễ Đức Phật xong thì Đức Vua mới nói rằng: trẫm nghe nơi cái tăng đoàn của Đức Thế Tôn là có một tên cướp giết người khét tiếng đã vào đây, có phải không? Thì Đức Phật nói rằng: trong tăng đoàn chỉ có tăng sĩ, chỉ có chư tăng thôi, chứ không có kẻ giết người. Thì Đức Vua nói: chẳng lẽ ta nghe lầm sao? Cái người mà giết 999 mạng người đó bây giờ đang ở đây mà. Thì Đức Phật có nói rằng: kẻ đó không có ở đâu, mà ở đây chỉ có những người tu sĩ mà thôi. Thì Đức Vua mới nói là: ta hiểu. Như vậy trước đây đó, trước khi mà những cái vị đó trở thành tăng sĩ đó, thì những cái vị đó có cái vị nào mà trước đây đã giết 999 người và bây giờ vào đây để trở thành tăng sĩ không? Đức Phật nói không. Chứ còn tăng sĩ thì không có giết người, nhưng mà trước khi trở thành tăng sĩ thì cái người này có giết 999 người. Và Đức Vua nói là: trẫm muốn gặp cái người tăng tỳ kheo đó. Thì Đức Vua mới cho người đó gọi Angulimala vào, vị này vào để đứng trước Đức Vua. Và Đức Vua cực kỳ kinh ngạc rằng tại sao một cái người mà mặt mày khâu ngô túng tú như thế này, nói năng lễ phép đàng hoàng như thế này, lại là có thể một kẻ giết người ghê gớm đến gì? Thì vô rất là ngạc nhiên. Thì Đức Phật mới nói là: người ta có thể tạo rất là nhiều tội lỗi, nhưng khi người ta buông đau kiếm xuống rồi, mà khi mà người ta đã nhận cái giới của tỳ kheo thì người ta không còn phạm cái ác nghiệp đó nữa. Trên đây là một tăng sĩ chứ không phải một kẻ dân. Và cái vị này đó, trên cái con đường đi khất thực hàng ngày của mình thì bị người ta chọi đá, người ta phỉ nhổ, thậm chí người ta đánh đập. Thì khi mà về tăng xá thì Đức Phật hỏi: này Angulimala, bây giờ con đi khất thực như thế mà người ta nhục mạ, người ta chửi rủa, người ta quăng đá, người ta đánh đập con nghĩ như thế nào? Thì cái vị tăng tỳ kheo mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, người ta có chửi con, người ta có nhục mạ con, người ta có đánh đập con, nhưng người ta không có giết chết con, thì như vậy con vẫn còn có phước nhiều rồi, bởi vì cái ác nghiệp con tạo ra quá lớn. Đức Phật nói: nếu như một ngày nào đó mà người ta đánh đập mình chết thì sao? Thì vị này nói: nếu mà người ta đánh con tới chết thì con xả bỏ cái báo thân này sớm, chứ con không có oán hận ai cả, bởi vì con đã làm những cái việc sai trái nhiều quá rồi. Và có một lần đó, cái vị tăng sĩ này đó, khi mà đi khất thực như thế là gặp một cái người đàn bà lẻ khó mà ngộ ha, ở bên Ấn Độ với bên mình nó cũng có cái điểm giống nhau thế này, là ở Việt Nam mình nó không biết là những khu quý vị ở sao, chứ chỗ sư cô ở hồi nhỏ sư cô đã biết rằng những người đàn bà đẻ khó đó thì người ta trải một cái triết điểm, người ta đem ra giữa ngã ba đường đó, thì các bà mụ cũng ra chỗ đó để cho đỡ đẻ cho người cho dễ dàng. Thì cái người đàn bà sanh khó này nè, người ta cũng đem ra cái chỗ cái ngã ba, người ta đặt ở chỗ đó. Thì khi cái vị tăng sĩ này mà đi ngang đó, thì cái người đàn bà sanh khó này mới cầu cứu, mới nói
Ngài Sa Mô Mê, Ngài làm ơn cứu giùm con đi, chứ nếu không đó con cũng chết, mà cái đứa con trong bụng cũng chết. Thì cái ông này cũng run quá, tại vì từ nhỏ tới lớn chưa biết cái chuyện đàn bà sanh đẻ là gì. Cái thứ hai nữa đâu có biết cái gì đâu mà giúp. Nhưng mà bây giờ người ta cầu cứu thì một tăng sĩ phải giúp chứ giúp làm sao. Thì ông mới đứng đó, ông mới nhắm mắt lại, ông mới nói rằng cho con nguyện là kể từ khi đó mà con trở thành tăng sĩ cho tới bây giờ đó, thì con chưa hề phạm tội giết người, cũng không hề dối trá. Với cái sự chân thật này đó, xin là chư thiên hộ trì để cho cái người đàn bà này sanh được dễ dàng. Và sau khi nói ba lần như vậy đó, thì cái đứa bé sanh ra dễ dàng, để cái người mẹ thoát khỏi cái khó khăn là có thể mình đi đến cái chết. Thì cái người này khi mà bắt đầu vào cái đời tu đó, thì cái tâm rất là trong sáng và rất là trong sạch. Còn những cái gì mà đưa đến cái chuyện giết người đó, nó nằm trong cái dục vọng mà thuộc về danh. Cái người này háo danh, háo thắng, cho nên mới làm cái công việc mà giết người đến như vậy. Nhưng mà khi vào tăng đoàn rồi đó, thì cái tâm rất là chân thật và hoàn toàn không có phạm giới, mà ngày đêm hành trì. Thì do cái năng lực của người này, cái giai đoạn mà giết 999 người, đây là một cái ách nạn rất lớn. Nhưng mà sau đó rồi đó, nhờ cái sự hộ trì tế độ của Đức Phật, mà người này đó mới là những cái ác nghiệp này nó chưa kịp trổ quả, thì người này đã tạo nên những thiện nghiệp cực kỳ lớn lao. Và như chúng ta biết rằng trong nghiệp đó, nó có cái nghiệp, nó gọi là cái nghiệp vô hiệu nghiệp, tức là cái nghiệp đó tạo ra mà nó không có được trổ sạch. Và nó áp dụng trong cái trường hợp như thế này, ví dụ như một cái người này đó phạm cái ác nghiệp mà ngay trong cái đời này họ đắc quả A-la-hán, thì cái quả đó nó không trổ được, thì nó vô hiệu nghiệp, nó nằm ở cái chỗ đó. Và cái cô tiểu thư này mà khi giết cái tên tội phạm nó xôn nó xuống cái dịch thẩm đó, và bắt đầu cái đời tu của mình đó, là nó nối lại từ trong cái tiền kiếp. Và nhờ đắc đạo quả ngay trong kiếp này mà những cái ác nghiệp này nó bị triệt tiêu, nghe hiểu chưa? Còn khi mà chúng ta còn luân hồi đó, thì tất cả những cái gì mà chúng ta tạo nên là thiện hay bất thiện, nó đều trổ quả. Còn cái này nó bị tắt, nó bị ngưng lại là do cái quả mà ác, cái đạo quả này nó lớn quá. Và cái đây là cái kiếp cuối trong cái cuộc đời của một người hành giả. Và như vậy đó, khi viên tịch rồi thì vị này không còn tái sanh nữa, cho nên cái ác nghiệp mà giết người đó nó trở thành cái nghiệp mà nó bị vô hiệu lực. Hiểu cái này chưa? Cho nên là đúng là phạm giới khó mà tu được, phạm giới khó mà thành đạo quả. Nhưng mà kiếp cuối của những cái hành giả, có những người họ phải tập ánh mắt ác nạn. Cho nên là chúng ta coi trong quyển mà nó nói về các cái gọi là trưởng lão bi kệ đó, thì có những người cái họ sanh ra họ phải làm cái nghề mà nó thấp kém trong tận cùng của xã hội, là họ làm cái nghề mua hương bán phấn, buôn hương bán phấn, thì đó là ở cái đáy xã hội. Nhưng mà cái cô này sau khi đó là từ bỏ cái cuộc đời xấu xa của mình đó, thì xuất gia và sau đó đắc đạo mà. Con hiểu chưa? Cái kiếp cuối của người hành giả thì tất cả những cái ác nghiệp họ tạo ra, mà do cái lực nhiều đời nhiều kiếp họ tu, nay cái phước của họ được nối trở lại và họ tu thành tựu, thì ác nghiệp rất còn trổ sạch. Còn tất cả những người bình thường mà còn phải luân hồi nữa, thì những ác nghiệp đó nó phải trổ sạch, nó không thể nào là vô hiệu nghiệp được. Đi hiểu làm chi? Chứ không phải là thấy người ta giết người rồi người ta vẫn tu đắc đạo quả thì mình cũng tỉnh bơ như thường, không có sợ ác nghiệp gì hết. Chuyện đó không có đâu. Chuyện đó hy hữu cho những người hành giả ở kiếp cuối thôi. Còn ngoài ra thì nhân nào quả đấy, không có thể nào thoát ra được cả. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo
gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt để chiến thắng tất cả những u tối trong tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.